Gia đình cùng sẽ bơi đủ loại kiểu, ví dụ ếch, sải, bướm ngựa luôn. Bơi được bướm luôn hả? Không. Bây giờ bơi sải hả? Bơi sải mấy vòng này? Vòng hồ bơi dài này bơi mấy vòng? Bơi một vòng trước rồi. Bây giờ qua là sải về ếch đi ngựa. Ồ. Ok. Yeah. Rồi giờ chuẩn bị chưa? Rồi. Đầy đủ chưa? Chưa. Vậy cần cần gì nữa? Thiếu mắt kiến nữa. Rồi ok. Giờ mình sẽ xuống thử nước trước. Rồi mình sẽ bơi lên ếch và bơi xuống sải. Chưa bơi là phải thở trước. Thử cảm ha. Cố lên. Bây giờ là đứt quãng rồi, cố lên. Giờ còn bơi gì nữa? Bơi nhìn cái mặt thấy đuối luôn. Bơi sải thì chưa chuẩn nè. Bơi giữa chân mệt quá. Ok, lại nữa đi. Sao giờ còn bơi mấy kiểu đây? Ba kiểu luôn. Cái gì kể coi. Hôm nay tao không ếch, ngựa, sải. Ok, bơi ngang. Bơi ngang hay bơi dọc? Bơi ngang ha. Giờ chuẩn bị chưa? Ok, xô. Xuống. Rồi thở nước đi. Ôi kìa. Rồi chuẩn bị chưa? Giờ bơi lên trước là sẽ bơi ếch. Ok. Bơi xuống sải. Rồi bơi lên nữa là bơi ngửa. Ok. Rồi giờ bắt đầu nha. 2 bắt. Thank you.
Thả nước 3 lần. Bơi sải. Ok, mệt không? Không. Bơi luôn ha. Ok, quay. 2, 3. Cố lên. Thả thả nước qua nè. Mà đâu? Bơi lần nữa nổi không? Nổi. Hay bơi luôn hả? Ok không? Rồi rửa mặt đi. Xong chưa? Rồi. Chuẩn bị chưa? Dạ. Ok, bắt đầu. Nhưng mà bơi thẳng, bơi thẳng. Hít thở đều, đạp chân đều nhẹ thôi, chậm thôi. Chậm thôi, không cần đạp chân nhanh. Khép chân vô thẳng vô, khép chân thẳng vô. Hai chân đụng nhau duỗi thẳng. Rồi tiếp tục. Mệt lắm. Ok thôi, mệt thì được rồi. Mệt không? Được rồi, còn có khoảng chừng 5 mét nữa là tới rồi. Ok, vậy là giỏi rồi. Yeah. Ôi, gấu mẹ vô, gấu mẹ vô. Rồi điều định bơi mấy vòng này. Ý. Xì luôn. Bơi mấy vòng. Ấy. Ôi. Vụ gì? Bơi mà. Ơi nóng không. Ê, dự định bơi mấy vòng? Hả? 5 vòng đi. 5 vòng. Ok. Ở nhà ngủ trưa chồng không cho, 12 giờ bắt đi bơi. Khổ. Liên tập, liên tập. Kệ xin mà. Sao cái miệng nó bị động vậy? Cái ghế nó đi xa rồi, mày nói đây, để tôi ra bên cuối ghế. Xuống. Chơi ngu. Chơi ngu vậy. Quá ngu, chưa thấy gì hết luôn á. Đứng sát ở đó mà, đứng sát ở đó là thấy. Chưa thấy gì đâu, mới nhớ mình vô. Giờ làm chục vòng đi về nghỉ vừa. Giờ bơi gì trước? Bơi gì trước? À, bơi bướm đi. Ok. Có bướm là nói bướm là có. Rồi, đi theo nha. Ok. Ok chưa? Chuẩn bị nha. Bơi nhanh lắm á nha. Ok chưa? Ok. Đứng lên lấy cái hồ đường sáng không có đẹp. Đường sáng. Chờ đỉnh với em. Cố lên nha. 2, 3. Ui. Về luôn nè.
đi luôn nè. Bị một dòng ha. Dòng rưỡi rồi, dòng rưỡi rồi, dòng rưỡi rồi, dòng 25 rồi. Ui. Ui. Dòng 75 rồi. Còn một mét nữa. A Sơn. Bơi nhỏ như mọi người. Ok. Để quần hầm này nha. Còn ếch nữa, chưa có ếch nha. Bây giờ còn một cái cuối cùng. Còn ếch. Là lặn từ đây qua bên kia, hẹp hơi một. À, ok. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ồ, ok. Còn 3 giây rồi. Một hơi mệt.